bà đang bong thăm sông chơi mọi người tu sanh thêm đầu vọt từ tuổi mấy này mà đặc kiện sọc châu thành các tộc trang ai bong thơm mời cái nhà mình theo dõi tiếp trên kênh của đài Ngô. Hiện tại thì đang ráp phần bè tài áo phần trước á, xin cảm ơn cái nhà mình nhớ theo dõi tiếp tục á. Hello, xuống đây bằng phone nhưng nó lên bản đồ sản không mà YouTube, Facebook, Shopify mà còn mấy bạn cái nền bằng thấp bạn mà đào luôn. Đặc biệt mấy bạn vật đặc biệt, mấy thật là phum xây đá của mỗi đặc tiền sọc quậy châu thành là khét sọc chăng. Ngày này bằng thấp bạn mò bản đồ video chung một những tu sơn nào tiếp em ở tục ngô vật đặc biệt mấy đó nái này là lệnh nghe bạn đặt ôn tài đầu hàng bằng cái chập mấy này có mọi chui lệnh nghe rập ơi này, mọi chui lệnh nghe bấm pin nhập bỏ. Ngô nó chừng hai bằng ôn complete chơi chạy chơi lại chơi surprise đầm bay từ tuần nó bị đổ máy này biểu hiện qua từ vị quan cũng thơm mà TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh hôm nay cũng thơm lại cập nhật tiếp tục về ghe ngô chủ bút mới chủ chủ bút có địa chỉ ấp xây đá xã hồ đắc tiền liền nghe châu thành tỉnh sóc trăng các nhà này có đoàn lô tô lại đến phục vụ anh tài đến gáp các nhà đến gáp ghe ngô cho chủ bút mới ha. Hiện tại thì cũng nghe tiếng động đục đẽo rồi sôi nổi hơn thợ đã đến được nhà là bằng buôn nó có lưu số xâm lệnh qua mọi pin pa này là riêng mai này là có lưu số trang buôn được qua nhưng anh bằng thông là bằng buôn vô tu sanh thành học nhé còn thấy chơi chạy chơi lại chơi surprise là mấy tự tuôn nào cái đồ thay là mọi chỗ về bậc cơ của buôn để vừa lại nghe phong bóng nữa bữa nay anh đang qua sớm phụ tiếp sửa ống nước hả? Từ hôm hồi lấy chưa? Bị ngập nha, mưa quá, nước nó không có tuôn chảy được, bị lấy cho ngay bằng buồn tàu sao lại tụt ngô này. Tại mọi cái nhà mình tiến hành vào vài chỗ ghe ngô á. Nhà mình ai chưa xem thì xem trên kênh của Đam Mê Ngô tiếp tục ủng hộ. Một kênh thì công chiếu khoảng 9 giờ đến 9 giờ rưỡi. Ô quá lẹ cái nhà. Cũng được 3 miếng cái nhà. Là bọn bọn đang khởi bàn bay và tèn anh ấy. Thợ đang đóng cái nhà á. Quá đẹp rồi cái nhà ơi. Học đây. Rồi, trước đây, những chỗ trong quần nó to khoảng múc. Bạn bay và té ngay, bằng thông mò mệt ngay. Quật tụi thầm mây. Tất nô phù mà xây đá không mà đặc biệt xong cái dâu tình là khai tốt chăng này. Nó cái bằng ôn tài cả mò chui bằng pinh rồi bỏ mà quýt. Mà lại nghe hao ra rập luôn nè, gáp lại nha, chỉnh sửa lại, móp tương móp vừa lại, bạch hèn vậy luôn. Mà ngày sau ban vẫn đứng chập đấy nè. Nấu sơn nấu ấy là cái bạch nấu và tay kìa chèn chặt cái đâm luộc một tí là nó mặn đâm cho hơi á. Còn mấy cây nó xong rồi nhà nào giờ đang lỏng cái mặt nó bị hở nha cho nó sát lại
luôn. Ai chơi gì chơi chê ấy mà nãy thiếu địa điểm nhâm nũng luôn. Dỗ cho nó sát mặt nha, quay rồi cái chết luôn. Hey. Sò một mũi nha, khóa mặt lại nha. Đây phần lái nha, này thằng mình xay. Cha vịt thay làm mấy tô số tôi rồi cha bàn chùa cho luôn nha làm vòng hôm thì mong cái bàn tàu đang chạy lại cái bộ nhân tôi xin à hôm nay nói về vịt cũ cũng chuẩn bị nó nghe cái lo thôi tuổi cha thường quý chúa cha luôn nhà đấy bây giờ con được sơn chuyện đó ngành chúa là ngành chúa luật ra quá mặt lời sau một mũi mưa mấy bữa ngập luôn nha, thầy sư đang làm ống nước ngập luôn á, liền lịch hoàn ngay đó lộ cụ buông thơ lầu tật hồ mà quên nhé. À, chà bà đâm sắc lô ngàm mấy quý. Ô, nó sao nhọc nó ngàm mấy bán nè. Chạp ở đâm luộc vô mục thôi mày. Cho tích, cho. Đặt cỏm, đặt cỏm. Đặt cỏm. Cho tích kia. Rồi. Chân chọt thế nhé. Thước cái thước gạch, sợ lãnh bít lông đấy, bít lông xến. Chứng là bà nó là xa ta. Để đi, chèn để đi.
kia nữa để cho phần chất đó thật sự mực mờ nó nè, như là thay đổi hết lại cái mặt mí nối rồi ha, bắt mí nối mới lại hết toàn bộ cực mờ mờ. Hay là cái mặt bỏ hết nữa, cả mặt bỏ hết, cho là một chặng nữa, là trên nó còn rất nhiều quá này, để cô lắm rồi nó cho mình sạch chọn. Cái máy lọng quá gọn rồi hả, giờ là máy luôn chặt xa luôn. Chuẩn bị bào riết mặt nha, chuột chặt mục. Bên kia vậy á, ngay luôn nè, méo tẹo luôn, nó bị đường hồ nó chết cái này á. Chỗ là sát lô mơ rồi vào thử lại lão sản là cái này là có đồ lại một nọ này, bây giờ thay lại cái mối nối rồi ha, đi lại cái mối nối mới hết thì nó bị hư hết rồi.
Đã bắt đầu tiếp tục á, lô. Mày bên tay trâu vậy nó tụt máu. Quả lơ sẻ à? Có cái máy gọn này rất là gọn nha. Mày nó xuống. Đó, lâu chập đơm chùa là tồn tại nấu hàng bát không mục đó. Bắt đầu vào quán phải áo của nhà phần trước. Thợ này không có áo cả nhà, thợ này mặc áo luôn. Cho nó sát luôn ha cả nhà, lộng lại cho nó sát hết này. Lệnh nạ luôn chích đó. Lộng lại cả nhà, lộng lại cho nó kết hết rồi nè, sang nhận á, kết to nè. Mấy cây nó xong rồi cái nhà, nó mạnh đâm tiếp. Còn mấy cây nó xong rồi cái nhà, nó mạnh đâm tiếp. Thôi à, chụp xưng nè. Nó thay mây. Là mấy nối mới lại toàn bộ ha. Thank you.
ហើយយើងបងធំអបគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាបងធំជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងថ្ងៃត្រង់សុខសេរីមង្គលទាំងអស់គ្នាណាបងធំទៅដល់វីដេអូទូនបងប្អូននេះទស្សនាថែមទៀតនៅលើគេណាដែលមានយេថាបងធំមកគុំសិនតាមយើងណាហើយថាគុំសុងហើយ bữa chiều tiếp tục hết xin cảm ơn cả nhà mình, cả nhà mình rất là thân tiếp tục trên kênh của Đam Mê Ngô, xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều.